Đợt mưa kỷ lục trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 đã khiến toàn thành phố Vinh bị ngập. Một trong những khu vực ngập nặng nề nhất là chợ Vinh. Toàn bộ hàng hóa, tài sản của tiểu thương khu vực Đình Tây chợ Vinh đều bị ảnh hưởng, nhiều ký ốt ngập sâu trong nước. Sáng 17 tháng 10, nước tại khu vực Đình Tây chợ Vinh cơ bản đã rút hẳn. Tuy nhiên, hàng hóa và rác thải vẫn còn ngổn ngang. Tiểu thương sau một đêm thức trắng phải tất bật lau dọn. Đây không phải là lần đầu tiên chợ Vinh bị ngập, mà trong vòng 3 năm qua, tiểu thương 3 lần mất trắng vì hàng hóa tiền tỷ chìm trong nước sau những đợt mưa lớn. Nhìn đống tài sản ngập ngụa trong rác và bùn đất, ai cũng xót xa. Để hỗ trợ bà con tiểu thương khắc phục hậu quả, lực lượng công an, quân đội và đoàn viên thanh niên đã được huy động giúp người dân vận chuyển, phơi phong tài sản. Ông Tô Thanh Nhân, trưởng ban quản lý chợ Vinh cho biết, hiện có khoảng 1.800 ký ốt ở chợ Vinh bị ảnh hưởng bởi mưa lớn vừa qua. Không riêng tiểu thương chợ Vinh, mà trong ngày 17 tháng 10, người dân vùng ngập của thành phố cũng tất bật dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lụt. Được biết, trong hai ngày qua, có hơn 5.000 nhà dân ở thành phố Vinh bị ngập. Rất nhiều tài sản, vật dụng, hàng hóa bị hư hỏng nặng. Nhiều tầng hầm ở các khu chung cư chưa thể hút hết nước ra ngoài.